nó có một cái điều nghịch lý trong cái thị trường bất động sản như thế này. Khi mà người dân thiên hạ đổ xô đi mua bất động sản ấy, thì người người nhà nhà đổ xô đi mua bất động sản lúc giá cao ngất ngưỡng, lúc cái thời gian gọi là đỉnh điểm anh chị, thị trường đang lên đỉnh điểm và hàng ngàn người dân đổ xô đi mua bất động sản. Mến chào quý cô chú, quý anh chị khách hàng đã đến với kênh Bất Động Sản Hậu Điều Phát, kênh chia sẻ, phân tích thông tin thị trường bất động sản Việt. Hậu Điều Phát kính chúc quý cô chú, anh chị thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chủ đề ngày hôm nay đó là cơ hội ngàn năm có một để mua bất động sản. Thị trường bất động sản lao dốc không phanh, dường như đã mất tính thanh khoản hoàn toàn ở các khu vực vùng ven, xa trung tâm. Các khu vực mà chỉ mang tính chất đầu cơ, không có giá trị ở thật. Hàng ngàn nhà đầu tư, từ lớn đến bé, cả bé đấy thì đi mua nhà, mua đất. Cả lớn thì vẽ các cái dự án, phân lô bán nền, căn hộ, resort, đều là đi vay ngân hàng cả. Và bây giờ, một khi cái lãi suất đã tăng cao, khủng hoảng kinh tế, nhà máy xí nghiệp thì làm ăn không được, sa thải công nhân, người dân thất nghiệp, cắt giảm chi tiêu như một cái móc xích kéo theo cả nền kinh tế lao dốc. Khi mà công việc làm ăn buôn bán khó khăn, thành ra là không có nguồn tiền để chi tiêu, để sinh hoạt gia đình và để đóng cái lãi ngân hàng quá cao. Và sắp tới là các vấn nạn kéo theo, nguy cơ lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Đó chính là vấn đề nợ xấu. Và cái vấn đề thứ hai, đó chính là vấn đề đến hạn thanh toán trái phiếu cho những trái chủ. Thưa tất cả quý cô chú anh chị, thời gian vừa rồi thì trên tất cả các báo chí, báo đài, tràn lan trên tất cả các mặt báo đều nói về đó là cái giá bất động sản nó đang giảm và nó rớt xuống rất là nhiều. Và thật sự là cực kỳ dễ đến chị là đi thương lượng để mua nhà, và đặc biệt là những cái căn nhà hoặc là những cái lô đất mà người ta họ đang cần bán. Và bây giờ là những người nào ấy mà có nhu cầu ở thật, có nhu cầu sở hữu bất động sản ấy, thì phải nói đây là một cơ hội mà ngàn năm có một luôn. Nhưng cái vấn đề đầu tiên đó là tiền đâu anh chị. Nó có một cái điều nghịch lý trong cái thị trường bất động sản như thế này. Khi mà người dân thiên hạ đổ xô đi mua bất động sản ấy, thì người người nhà nhà đổ xô đi mua bất động sản lúc giá cao ngất ngưỡng, lúc cái thời gian gọi là đỉnh điểm anh chị, thị trường đang lên đỉnh điểm và hàng ngàn người dân đổ xô đi mua bất động sản, ai ai cũng nháo nhào đi mua bất động sản hết đấy, đu đỉnh những lúc giá cao ngất ngưỡng thì ai ai cũng đổ xô đi mua hết. Nhưng mà đến khi mà cái giá thị trường nó trầm lắng, nó đóng băng và cái giá nó rớt xuống thấp, thì có một cái vấn đề rất là bất hợp lý anh chị, là không có ai đi mua hết. Không thấy cái ai mà ra quán cà phê anh chị, không thấy ai mà bàn luận về bất động sản này kia hết. Người thì sợ không mua, người thì không có tiền thì không mua, người không có điều kiện để mua, người thì không tiếp cận được vốn ngân hàng nên không mua. Thì trong cái thời điểm tiếp theo thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cái vấn đề liên quan tới câu chuyện gọi là vốn vay ngân hàng anh chị. Chắc chắn là nhà nước mình sẽ có sớm có những chính sách để điều hành mà thôi. Thì chúng ta chỉ chờ đi, năm nay và năm sau sẽ là một trong những cái năm mà đặt nền tảng và mấu chốt cho cái giai đoạn bất động sản tiếp theo. Và đặc biệt là năm sau anh chị, tại vì năm nay thì nó chỉ còn là vài tháng nữa thôi thì đã hết năm rồi. Thưa cô chú anh chị, ngay bây giờ nếu mà ai là người mà có nhu cầu ở thật và ai là người ấy mà từ trước tới giờ đã có những cái khoản tích lũy riêng cho mình, có những cái khoản chuẩn bị về tài chính để chuẩn bị cho việc là mình có một cái căn nhà, mình có một cái căn hộ hay là mình có một cái miếng đất để phục vụ cho cái mục đích thật của mình trong tương lai, thì có lẽ đây là một điều rất là tuyệt vời anh chị. Và đây là một cái thời điểm cực kỳ tốt. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị không phải là anh chị mua với cái giá là quá rẻ so với thị trường, so với trước kia, nhưng mà anh chị được tiếp cận dễ dàng đối với những cái bất động sản. Và đặc biệt là cái vấn đề về pháp lý anh chị. Đấy, anh chị được quyền lựa chọn những cái bất động sản pháp lý tốt. Còn trước kia đấy, khi mà cái giai đoạn nó sốt đùng đùng, ầm ầm như vậy luôn, mà người người, nhà nhà đều điên cuồng đổ xô đi mua bất động sản, thì lúc đó những cái bất động sản mà nó có cái giá trị pháp lý tốt ấy, giá mà rẻ thì nó rất là hiếm anh chị. Bởi vì cái lúc đó mà cái thời điểm đang nóng, đang sốt, thì những cái chủ đầu tư họ luôn luôn có thể là họ bung ra những cái món hàng và những cái giỏ hàng với những cái sản phẩm là pháp lý hình thành trong tương lai.
tức là những cái dự án sau 1 năm, 2 năm nó mới có sổ đó anh chị. Tức là họ chỉ vẽ ra và họ bán lúa non thôi. Họ chỉ cần là đưa ra các cái dự án, chỉ cần quy hoạch là 1/500, rồi đưa cái bản vẽ là họ bán được rồi. Còn với cái giai đoạn hiện nay, cầm mấy cái bản vẽ mà 1/500, 1/2000, các cái bản vẽ 3D, tổng thể khu dự án, mấy cái dự án ma, dự án ảo, hoặc là chưa làm gì hết, mới có cái mặt bằng, toàn là đất ruộng, đất cỏ cho bò thôi, mà đòi đi bán không ra đâu anh chị. Và giờ đây thì người ta ấy, họ sẽ mua những cái gì mà pháp lý tốt. Thì cái thời điểm hiện nay á, là một cái thời điểm, một cái giai đoạn vàng cực kỳ tốt cho những anh chị nào ấy mà mình quyết định là mình mua một cái bất động sản nào đó mà là nhu cầu thật. Nhiều người ấy thì cái nhu cầu thật ở đây anh chị nó có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là những người ấy hiện tại người ta họ đang ở trên chung cư, và xưa giờ cái bất động sản giá trị ở cái khu trung tâm ấy nó quá cao, họ không thể nào mà họ tiếp cận được, họ chỉ có nguồn tiền để họ mua chung cư thôi. Thì đây là một cái cơ hội vàng khi mà những người ấy họ có 2 căn 3 căn và họ để cho thuê, và trong cái thời điểm này khi họ đang kẹt ngân hàng thì đành lòng họ phải bán đi bớt 1 căn 2 căn với cái giá trong cái thời điểm hiện tại, cái giá xuống giá rất là tốt. Thành thử ra đó cũng chính là cơ hội để cho anh chị mình có thể là mình chuyển từ chung cư mình xuống mặt đất mình ở. Hoặc là những anh chị nào mà khi mình vào các cái trung tâm thành phố, như là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi, hai vợ chồng trẻ hiện tại mình vẫn đang là ở nhà thuê và mình chưa có tiền để mình mua bất động sản ấy, thì anh chị mình có thể là trong cái giai đoạn này anh chị có thể là mình đi săn lùng, mình tìm những cái bất động sản, những cái căn hộ ở các cái khu vùng ven như là quận 12, Hóc Môn hoặc là quận 9, Thủ Đức với cái giá mềm hơn trong các thời điểm khác anh chị. Bởi vì là trong những cái giai đoạn trước có những người ấy, họ mua những căn hộ đó và họ vay ngân hàng anh chị, họ vay tối đa 60-70% và bây giờ họ không thể trả lãi nổi thì họ sẽ rao bán, và đó chính là cái cơ hội để anh chị mình có thể tiếp cận được những cái sản phẩm chung cư với cái giá rẻ hơn những cái thời điểm trước, phù hợp với cái dòng tiền, với nguồn tiền mình đang có. Ở đây thì Hảo Đi Phát chỉ nói là cái giá hợp lý thôi anh chị ha, chứ còn không hề có cái giá nào mà rẻ đâu anh chị. Những cái bất động sản mà có nhu cầu ở thật và có thể là cho thuê, có dòng tiền thì nó không bao giờ rẻ cả, nhưng mà nó chỉ được là cái giá hợp lý và cái pháp lý rõ ràng mà thôi. Cái thứ hai á, là nhiều anh chị mình đã có nhà cửa rồi và anh chị là muốn mua thêm 1 căn 2 căn cho con mình, cho tương lai về sau, hoặc là anh chị mình có một cái mong muốn là có một cái nơi để mà anh chị mình an dưỡng cái tuổi già, hoặc là anh chị sẽ về mình sinh sống trong tương lai sau này. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình có một cái nhà rồi, nhưng là mình còn trẻ, mình thích sống ở những cái nơi mà ồn ào, đông đúc ở trung tâm. Nhưng mà khi mà mình lên cái độ tuổi khoảng 40-50 gì đó thì mình lại là thích cái cuộc sống ở các cái vùng ven, ở các cái những nơi mà người ta gọi là tình làng nghĩa xóm anh chị, hoặc là những cái khu vực đất mà nó rộng rộng một chút xíu, khoảng vài trăm mét vuông, để mình có thể xây một cái nhà, mình có một cái sân vườn, mình trồng vài luống rau, hoặc mình nuôi vài ba con gà, con vịt gì đấy, nó chạy lông nhông, rồi nó có cái cuộc sống vùng quê, nó thoải mái, nó tuyệt vời. Thì anh chị có thể là mình đi mua các cái bất động sản ở vùng ven, nó phù hợp với nhu cầu anh chị. Nó có thể là nó cách xa khu đô thị tầm vài ba chục, hay hoặc là đến 50 cây số rồi đấy. Đấy thì tùy vào khu vực, tùy vào mỗi nền bây giờ, thì cái giá hiện tại trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đã giảm đi rất là nhiều. Hoặc là những cái quý cô chú anh chị nào mình muốn về quê, hay quê hương, ví dụ là Hảo họ muốn về quê Quảng Ngãi mình, thì mình có thể là mình về đó, mình tìm những cái nguồn đất mà gọi là giá ngợp để mình mua đó, mình để đó, sau này mình về quê mình có nhu cầu mình ở thì rất là tuyệt vời anh chị ha. Thì không phải là anh chị kinh doanh bất động sản, anh chị cũng chẳng có tham gia thị trường gì hết, nhưng mà anh chị cũng mong muốn là có một cái căn nhà ở những cái khu vực mà mát mẻ, ôn hòa, hoặc là những cái nơi mà gần cửa biển như chùa của Hảo chẳng hạn, để mà anh chị về đó mình hít thở cái không khí trong lành. Thì đây cũng là lúc, cái thời điểm rất là tốt để mà anh chị có thể là mình tìm hiểu, để mà anh chị tìm cái sản phẩm phù hợp để mình mua anh chị ha. Thì nói thật với anh chị á, bất động sản nó đã giảm nhiều rồi và nó sẽ còn giảm hơn nữa, nhưng mà nó sẽ giảm ở một cái biên độ nhất định thôi anh chị. Nó không có gọi là giảm điên cuồng như cái thời điểm trước.
nó không thể nào mà gọi là giảm hơn được nữa anh chị. Bởi vì sao anh chị biết không? Bởi vì là trong cái thời điểm trước á, họ cũng có là nhận một cái số nhà bán của chủ nhà ở trên khu vực là quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Nhiều căn nhà là chủ nhà người ta đang vay ngân hàng là 7 tỷ. Mà bây giờ là chủ nhà người ta họ sẵn sàng họ bán là giá còn 7 tỷ rưỡi thôi anh chị. Đấy. Thì họ chấp nhận bán lỗ mà để họ khỏi trả lại ngân hàng ấy. Khi họ bán xong thì họ trả cho ngân hàng 7 tỷ đi, rồi đóng phạt thế này thế kia thì cao lắm rồi thuế phí này kia anh chị. Thì cao lắm là còn gọi là còn dư được 100-200 triệu chứ mấy mà. Đấy như vậy. Mà nhiều khách hàng người ta họ lại họ trả vào cái mức giá là trả 6 tỷ rưỡi anh chị. Thì chủ nào mà bán thì người ta họ sẵn sàng là thôi thà là tao để ngân hàng nó thanh lý luôn cho rồi, chứ còn tự nhiên tao bán làm cái chi. Đấy như vậy. Có nghĩa là nó sẽ giảm xuống một cái mức gọi là cái biên độ đó thôi anh chị. Cái biên độ nhất định của cái khung bằng, cái mặt bằng chung của giá thị trường tại khu vực đó. Có nghĩa là tại vì sao mà khi mà quý cô chú anh chị á, mình xem trên báo đài, mình xem trên các cái trang mạng thông tin, và thật sự anh chị á, báo đài người ta đang lên có nhiều sản phẩm bất động sản ấy, nó có thể gọi là giảm đến 70%, thậm chí là 80% luôn mà không có ai mua. Tại vì sao như vậy? Tại vì đó là nó về với cái vùng giá thật của cái bất động sản đó anh chị. Ví dụ như là những cái sản phẩm mà bất động sản ở vùng ven anh chị, cái khu mà giá biên giới như là Lộc Ninh, Tây Ninh anh chị, đấy, nó không có bất kỳ một cái tiện ích nào. Hoặc là những cái sản phẩm nó nằm trong các khu rừng cao su anh chị, đường điện, đường trường trạm nó đều không có. Rồi các tiện ích từ cái vị trí mà đất á, đi ra cái khu trung tâm, khu chợ thôi, kiếm cái chợ để mua cái gì, hàng quán để ăn thôi, đi ra tới 10-20 cây số anh chị, thì nó đâu có tiện ích gì đâu. Mà trong khi giá nó đẩy và nó thổ lên 6 tỷ, 7 tỷ anh chị, thì bây giờ nó sẽ giảm về các cái vùng giá cũ thời điểm xưa của nó là 200 triệu, 300 triệu chẳng hạn anh chị. Đấy như vậy. Tại sao là những cái mảnh đất đó nó giảm sâu xuống 80% giá trị thật mà không có ai mua? Đó là như vậy anh chị. Còn đối với những cái sản phẩm đất mà nó nằm ở các cái khu vực trung tâm thành phố anh chị, nó có cái nhu cầu ở thật, có cái lượng dân cư và người ta dân cư họ rất là mong muốn để về đây họ ở. Và nó có cái hiệu suất cái dòng tiền cho thuê anh chị ha. Hãy không ở thì cho thuê nó vẫn có giá. Đấy là những cái sản phẩm có giá trị thật thì nó sẽ giảm không có sâu anh chị ha. Như là Hảo đang bán tại trung tâm khu vực thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Thật sự với anh chị luôn là các khu vực mà có nhu cầu ở thật, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân hay là quận 3, quận 5, quận 10 thì cái vấn đề mà gọi là giảm giá của nó rất là ít anh chị ha. Đấy, nó giảm là cao lắm, cái biên độ là từ 20%, 30% thôi. 30% phải gọi là quá sâu anh chị. Và nó chỉ áp dụng đối với những cái sản phẩm nào? Đó là đối với những cái sản phẩm mà chủ nhà anh chị, người ta họ đang vay ngân hàng, nghĩa là người ta họ đang kẹt ngân hàng. Có thể là người ta họ đang kẹt vì một cái vấn đề là cái công việc của họ, cái xưởng sản xuất, kinh doanh làm ăn của họ nó gặp khó khăn, người ta phải bán đi. Hoặc là trong cái thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều quý khách hàng có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta họ đem tiền, họ đổ xô, họ đi đầu tư các khu vực đất vùng ven anh chị. Đấy, các khu mà bên Bầu Bàng, Bến Cát, Bình Dương, rồi các khu xa xa hơn đó là các khu ở bên Bình Phước, Tây Ninh anh chị. Thì bây giờ trên đó nó bị kẹt lại và phải trả lại ngân hàng, trong khi những cái đất vùng ven á thì bây giờ không bán được luôn. Đó, cho dù giờ cái giảm cái giá sâu xuống 80% nhưng vẫn không bán được, thì bắt buộc thế nào? Họ phải lại quay về và họ bán chính cái nhà của họ đang ở, chính là cái khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là lý do tại sao mà những cái sản phẩm trong một thời điểm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nó vẫn có những cái sản phẩm là những căn nhà người ta họ sẵn sàng họ bán cái giá thấp, hay cái giá xuống 30%, 40% để là họ ra hàng, họ ra cái sản phẩm, họ ra cái nhà họ được, để họ có nguồn tiền, họ có dòng tiền và họ xoay chuyển các cái nguồn tiền ở các cái vị trí khác anh chị ha. Thì họ đi phát chia sẻ đến quý cô chú và anh chị mình như vậy. Khó khăn của người này chính là cơ hội của người khác. Đây là một cái thời điểm ngàn năm có một, cái thời điểm vàng để mà anh chị mình, khi mà anh chị mình đã có một cái phần tích lũy riêng và có một cái nguồn tiền sẵn để mình có thể là mình tìm hiểu dần cho mình và mua được một cái bất động sản có nhu cầu thật, cái nhu cầu giá trị ở thật cho mình anh chị ha. Đấy, thì cái quan điểm của Hảo Điều Phát đưa ra như vậy thôi. Còn quý cô chú anh chị nào mua hay không mua, đó là vấn đề của quý cô chú anh chị, tiền của anh chị mà, thì anh chị có quyền quyết định. Đấy, Hảo Điều Phát xin cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi, đồng hành với Hảo Điều Phát. Quý cô chú anh chị nào ấy mà mình có những cái ý kiến riêng thì có thể là comment ở dưới video nhé. Hảo Điều Phát hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video
bất động sản tiếp theo.